xin được chào mừng quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung. Vâng, hôm nay ngày 15 tháng 7 năm 2020, vâng, tại chợ ô tô cũ Quảng Ninh có địa chỉ ở ngã ba đường 10, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí của tỉnh Quảng Ninh. Vâng, Đức Trung lên sóng đang bán một số các cái mẫu xe. Vâng, bên Đức Trung thì chuyên mua bán và trao đổi tất cả các cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Quý anh chị các bạn quan tâm có thể gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn qua Zalo số 0965 951 955 để biết được tất cả các cái thông tin, và bên Đức Trung sẽ sẵn sàng giải đáp tất cả những cái thắc mắc của quý anh chị cùng các bạn. Vâng, trước mắt quý anh chị cùng các bạn là một loạt các cái xe bán tải mà bên Đức Trung mới nhập về. Còn rất nhiều các cái dòng bán tải khác nữa bên Đức Trung cho đi spa. Vâng, ngày nào cũng có các cái mẫu xe mới Đức Trung lại lên sóng để báo giá cũng như là quay tổng thể giúp quý khách hàng lựa chọn được những cái mẫu xe mà mình yêu thích. Vâng, những cái mẫu xe trên chưa phải là sự lựa chọn của quý anh chị của các bạn thì quý anh chị các bạn này cũng vui lòng bấm nút đăng ký để ủng hộ cho Đức Trung và cũng thường xuyên cập nhật được tất cả các cái mẫu xe cũng như là cái giá xe mà bên Đức Trung thường xuyên đưa lên mạng YouTube, Facebook, Zalo để quý anh chị các bạn tham khảo. Vâng, trước mắt quý anh chị cùng các bạn là một chiếc xe Ford Ranger bản XLS sản xuất năm 2015, nước sơn là màu trắng sứ. Vâng, chiếc xe này thì được trang bị hộp số tự động một cầu. Vâng, và xe thì được trang bị động cơ 2.2 máy dầu. Xe rất là đẹp nhé. Cái mẫu xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 495 triệu. Vâng, chỉ với 495 triệu là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một cái mẫu xe Ford Ranger có cái form dáng này cực kỳ đẹp. Đây toàn bộ các cái form đầu xe nhé. Xe thì được mang biển của thành phố Hải Phòng 15C18256. Một cái mẫu xe gầm cao thương hiệu Mỹ và Ford Ranger. Rất đẹp luôn. Vâng, chỉ với 495 triệu thôi. Xe thì đã được trang bị lắp thùng cao. Rất là đẹp. Vâng, 5 chỗ ngồi rộng rãi, hàng hóa được phép chở theo khoảng 8 tạ. Vâng, anh em người ta khóa cái thùng của đơn ra Đức Trung không mở được. Vâng, xe thì được trang bị camera nùi. Đấy, sơn xi thì sạch sẽ sáng đẹp. 495 triệu cho một cái mẫu xe Ford Ranger bản XLS. Vâng, đây là cái phần nội thất, ghế da màu đen. Vâng, rất là đẹp nhé, trần lỉ nguyên bản đã được bọc ni lông. Các cái cánh cửa của xe đây, cánh đằng sau ở bên lái nhé. Các cái vách lỉ này vẫn còn nguyên zin hết, các cái phần sơn, phần nhựa còn nguyên các cái vết sơn sần như là mới. Vâng, xe 2015 nhưng mà form mới rồi, form 2016. Rất là đẹp. Đây, vâng, vô lăng 4 chấu, có túi khí, có tích hợp các cái phím bấm bằng cruise control. Rất là hiện đại, tiện lợi. Ghế da sạch sẽ, số tự động, phanh tay, hộp tì tay, túi khí cho người ngồi bên phụ. Đầu CD nguyên bản, vâng, điều hòa cơ. Rất nhiều chức năng, gương, kính điện. Đây, kính điện 4 cánh này, gương điện, kính điện, cho nên là điều khiển nó khá là nhàn. Bộ lồng ốc vít nguyên bản hết. Vâng, mang cá này. Số tự động 6 cấp, động cơ dầu 2.2 và có xi nhan báo rẽ ở bên sườn. Đây là cái phần lốp láp của xe, la răng. Form đầu xe rất đẹp, rất hiện đại. Vâng, chỉ với 495 triệu là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một cái mẫu xe bán tải màu trắng sứ. Xe còn rất đẹp nhé. Quan sát toàn bộ cái form đầu xe này, rất hiện đại.
Và chiếc xe này thường xuyên đạt cái doanh số bán hàng cao nhất. Chính vì thế là đây là một cái sự lựa chọn của rất đông đảo khách hàng. Vâng, tiếp đến Đức Trung xin mời quý anh chị cùng các bạn ta quan sát đến mẫu xe thứ hai, đó là chiếc Mitsubishi Triton sản xuất năm 2011, bằng bản số sàn 2 cầu, máy dầu 2.5. Vâng, chiếc xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 315 triệu. Vâng, 315 triệu là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một cái mẫu bán tải thương hiệu Nhật Bản, Mitsubishi Triton. Con xe này thì đi cực kỳ thích luôn. Vâng, hàng hóa được phép chở theo khoảng 6 tạ. Chiếc này thì bên Đức Trung đã có cái video chi tiết rồi. Cái form dáng bên ngoài rất đẹp, sơn si sạch sẽ, căng bóng nhá. Thế và cam kết là xe không lỗi. Thế quý anh chị các bạn mua chiếc xe này về sử dụng gia đình thì hoàn toàn là yên tâm. Và mức tiêu hao nhiên liệu nó cũng chỉ loanh quanh khoảng 7 đến 8 lít dầu trên 100 cây. Và đây ta quan sát một chút về cái phần nội thất này. Ghế da rất là đẹp. Đây, và vô lăng thì 4 chấu có túi khí, rồi có điều hòa auto. Túi khí cho người ngồi bên phụ, toàn bộ các cái trang thiết bị trên xe thì sạch sẽ đẹp như mới nhá. Số sàn bằng 2 cầu cơ. Chính vì thế nên là nó rất là bền bỉ. Vâng, trần lỉ nguyên bản. Sạch sẽ sáng đẹp. Vâng, máy dầu 2.5 thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó khoảng 7 đến 8 lít và động cơ này thì nó rất là mạnh mẽ, sản sinh ra cái công suất là rất là lớn. Hai cầu thì nó có thể đi mọi địa hình. Vâng, là một cái sự lựa chọn cho các bác mà đi công trình, công trường hay là khai thác mỏ. Đặc biệt là các anh các chị mà làm về các cái ngành nghề nó liên quan đến địa chất nhá, hoặc là phải đi công trình nhiều ấy thì là đây là một cái mẫu xe nó rất là phù hợp luôn. Và giá này rất là yêu, 315 triệu. Rất là đẹp, rất là form dáng. Nó đặc thù, gọn gàng, gầm cao. Vâng, tiếp theo Đức Trung xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe Nissan Navara. Chiếc Nissan Navara này thì được mang cái nước sơn vàng, màu vàng, cứ gọi là màu vàng đi. Xe rất đẹp nhá. Vâng, chiếc này thì sản xuất năm 2018. Bên Đức Trung đang chào bán với giá là 510 triệu đồng. Vâng, 510 triệu đồng là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một cái mẫu Nissan Navara, trang bị số tự động một cầu. Xe còn rất là mới. Vâng, xe thì đã được trang bị thêm một cái lắp thùng thấp, cũng như là toàn bộ các cái trang trí ở xung quanh xe này, từ các cái tay hõm cửa, lẹp chân kính, giá lóc, rất là đẹp, rất là hiện đại. Vâng, chiếc xe này khá là sang trọng, từ nội đến ngoại thất cực kỳ đẹp. Vâng, xe thì được mang biển của tỉnh Bắc Giang, 98C18707. Toàn bộ các cái chi tiết của phía đằng sau, từ cái bộ ba đờ sốc được ốp chrome rất là sáng đẹp, có camera nùi, và toàn bộ các cái cụm đèn thì đã được ốp chrome bảo vệ, vừa là bảo vệ vừa là trang trí xe. Camera của xe này cực kỳ đẹp luôn. Và trong cái giới hạn của thời gian quay video tổng thể cho nên là Đức Trung sẽ chỉ quay về phần form dáng bên ngoài một chút về cái phần nội thất. Quý anh chị các bạn ưng cái mẫu xe nào thì Đức Trung sẽ gửi các cái đường link chi tiết để quý anh chị các bạn xem từng cái chân tơ kẽ tóc, rồi từ cái bu lông ốc vít đến các cái ngóc ngách của từng xe. Vâng, số điện thoại của Đức Trung là 0965 951 955. Vâng, Nissan Navara số tự động một cầu, 510 triệu đồng. Và đăng kiểm của xe thì còn khá dài, đến tận tháng 1 năm 2021. Gương thì đã được ốp chrome, có xi nhan bao rẽ trên gương luôn. Vâng, đây một chút về cái phần nội thất. Vâng, nội thất thì màu cơ bản là màu đen, đây, kết hợp với đa màu nhá, đa màu, màu kem, màu xám, màu đen. Ghế da màu đen còn rất là mới, rất là căng. Đấy, và ta quan sát là đến cái củ số này,
còn chưa bị sờn, các cái chi tiết thì còn sáng quắc nhé. Còn có màn hình cam lùi để điều hòa auto, bộ lăng này 3 chấu có tích hợp rất nhiều phím bấm, các cái trang thiết bị trên xe còn rất là đẹp. Bằng 510 triệu đồng cho một cái mẫu Nissan Navara zin từ con ốc, xe siêu đẹp. Vâng, chiếc cuối cùng đó là chiếc Ford Ranger bản XL được sản xuất năm 2017, nước sơn là màu lông chuột. Vâng, chiếc này thì được trang bị số sàn 2 cầu, đã có lắp thùng cao, sơn xi sạch sẽ sáng đẹp. Và xe này cũng gần như là mới nhé. Nếu quý anh chị các bạn mua chiếc xe này về sử dụng gia đình phục vụ công việc thì rất là tốt. Số sàn 2 cầu, động cơ dầu 2.2, form mới cực kỳ đẹp. Vâng, biển 14C21802. Chiếc xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 495 triệu. Vâng, 495 triệu cho một cái mẫu Ford Ranger bản XL, trang bị số sàn 2 cầu và đã có lắp thùng cao. Đây là răng đúc rất là đẹp, sơn xi căng bóng, bậc lên xuống rất là to bản. Quan sát một chút về cái phần nội thất của xe. Vâng, ghế da màu đen kết hợp với màu vàng bò nhé, cực kỳ đẹp luôn. Đầu CD nguyên bản. Vâng, củ số đây, hai cầu. Vâng, hai cầu điện nhé. Đấy, nút cài cầu. Vô lăng thì có túi khí. Đầu CD nguyên bản. Trần 5D rất đẹp. Vâng, lộng lẫy rung rinh như là sân khấu luôn. $495 triệu. Vâng, cái hàng ghế đằng sau nhé, còn rất là mới, rất là căng. Cái áo ghế các bạn ấy tháo ra không dùng đến, các bạn ấy vứt ở trên đây. Và chiếc xe này về cái phần nội thất như là mới luôn nhé, máy móc cũng rất là đẹp. Quý anh chị các bạn mua chiếc xe này về sử dụng gia đình công việc thì cực kỳ tốt. Vâng ạ, hai cầu mà lại đời cao 2017, toàn bộ các cái phần sơn xi form dáng nội ngoại thất xe cực kỳ đẹp. 495 triệu đồng. Vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong ít phút vừa qua thì Đức Trung đã lên sóng giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một số các cái mẫu xe bán tải đang được bày bán tại chợ ô tô cũ Quảng Ninh, nằm ở địa chỉ ngã ba đường 10, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí của tỉnh Quảng Ninh. Đức Trung xin phép được nhắc lại giá của từng chiếc xe một để cho quý anh chị các bạn dễ theo dõi. Cái chiếc thứ nhất đấy là Ford Ranger bản XL, số sàn 2 cầu, trang bị gương kính điện xi nhan sườn, rồi là la răng đúc. Chiếc này thì 2017 bên Đức Trung đang chào bán với giá là 495 triệu. Rồi chiếc thứ hai là Nissan Navara, số tự động 1 cầu, sản xuất năm 2018. Chiếc này bên Đức Trung đang chào bán với giá là 510 triệu. Vâng, chiếc Mitsubishi Tông 2011 315 triệu. Và chiếc Ford Ranger số tự động 1 cầu 2015, form mới 2016. Và chiếc này bên Đức Trung đang chào bán với giá là 495 triệu. Vâng, là 495 triệu. Quý anh chị các bạn ạ, ưng cái mẫu xe nào thì hãy gọi điện cho Đức Trung, số điện thoại 0965 951 955. Vâng, rất nhiều xe để quý anh chị các bạn lựa chọn. Ngoài những cái mẫu xe bán tải thì bên Đức Trung cũng còn một số các cái mẫu xe khác để quý anh chị các bạn lựa chọn tham khảo. Quý vị, anh chị và các bạn ưng cái mẫu xe nào thì hãy gọi điện cho Đức Trung, số 0965 951 955. Vâng, địa chỉ xem xe là ngã ba đường 10, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí của tỉnh Quảng Ninh. Vâng, chiếc xe này là chiếc Daihatsu Matiz, sản xuất năm 2007, không taxi dịch vụ.
Xe rất đẹp, rất cứng nhá. Chiếc xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 89 triệu. Đấy. Và chiếc tiếp theo là chiếc Ford Focus sản xuất năm 2009, bằng số tự động. Xe này cũng rất là cứng cáp, bên Đức Trung đang chào bán với giá là 280 triệu. Và chiếc Toyota Vios bản E sản xuất năm 2008, bản E xịn, bên Đức Trung đang chào bán với giá là 215 triệu. Rồi chiếc Mazda 323 sản xuất năm 2004, tư nhân một chủ từ đầu, xe còn rất là tốt, bên Đức Trung đang chào bán với giá là 145 triệu. Chiếc Kia Morning, chiếc này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 150 triệu. Con này là đời 2011, bằng form mới, là răng đúc, có đèn gập hình quả xoài. Vâng, chiếc này là Kia Morning sản xuất năm 2011, chiếc bên Đức Trung đang chào bán với giá là 135 triệu. Chiếc Daewoo Gentra sản xuất năm 2008, bên Đức Trung đang chào bán với giá là 135 triệu. Và chiếc cuối cùng là chiếc Isuzu Chopper sản xuất năm 1997, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, 7 chỗ 2 cầu, số sàn. Chiếc này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 90 triệu. Vâng, xin phép quý anh chị cùng các bạn, Đức Trung được kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở các video lần sau.